chuyện về tiền từ thiện những ngày qua luôn là chủ đề nóng trên mạng xã hội và nhiều diễn đàn. Vẫn còn những ý kiến trái chiều xoay quanh sự việc này, nhiều người trong cuộc đã chia sẻ thông tin có liên quan. Một trong những thông tin gây chú ý là không chỉ nghệ sĩ Hoài Linh chậm chuyển tiền quyên góp từ thiện cho người dân miền Trung, mà Trấn Thành cũng bị gọi tên. Theo đó, nhiều đồn đoán cho rằng Trấn Thành chưa chuyển hết số tiền quyên góp giúp đỡ người dân miền Trung gặp bão lũ như anh chia sẻ. Câu chuyện bắt đầu từ việc nhiều người hâm mộ thấy phật lòng khi ca sĩ Thủy Tiên cảm ơn nhiều người đã cùng cô quyên góp giúp đỡ người dân miền Trung, nhưng không nhắc đến Trấn Thành. Bởi lẽ trong khoản tiền kêu gọi được 8,3 tỷ đồng trong 3 ngày, Trấn Thành đã gửi 3 tỷ đồng vào quỹ hỗ trợ bà con do MC Đại Nghĩa khởi xướng, 1 tỷ đồng cho Hồ Ngọc Hà. Số còn lại 4,3 tỷ đồng, anh sẽ gửi thẳng vào tài khoản kêu gọi hỗ trợ bà con do Thủy Tiên khởi xướng. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng việc Thủy Tiên không lên tiếng cảm ơn Trấn Thành vì cô không nhận được tiền quyên góp từ Trấn Thành. Trả lời riêng cho báo Người Lao Động về vấn đề này, ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ, vì lưu lượng chuyển khoản vào tài khoản của Tiên quá nhiều, 180 tỷ đồng nên Tiên không thể kiểm soát hết được mọi khoản tiền được chuyển đến. Thủy Tiên cũng khẳng định sau khi nghe thông tin râm ran trên mạng, ekip của cô cũng đã đối soát lại từ phía ngân hàng. Tuy nhiên cho đến nay, cô vẫn chưa tìm thấy khoản tiền 4,3 tỷ từ phía nghệ sĩ Trấn Thành vì lưu lượng chuyển tiền quá nhiều. Thủy Tiên có nói, ngân hàng có nói để dễ kiểm tra nhất, Tiên cần có ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ phía anh Thành. Nói thật, cũng khó để đối soát vì khoản chi đến nhiều quá. Báo Người Lao Động đã liên lạc với phía nghệ sĩ Trấn Thành nhưng chưa kết nối được. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc để nhận được phản hồi từ anh.